Pokeball chắc chắn là một biểu tượng quá quen thuộc cho người chơi game, xem phim hoặc là ti tỉ những thứ khác liên quan đến Pokemon. Có thể nói quả cầu Pokemon giống như là một logo hoặc là một biểu tượng không chính thống của cả thương hiệu tỷ đô này. Với thiết kế đơn giản và vô cùng ấn tượng, thì nhiều khi chúng ta sẽ quên mất rằng để bắt và thuần hóa Pokemon không phải chỉ có một mình quả cầu màu trắng đỏ này không đâu. Mà bên cạnh đó còn vô số những biến thể khác của quả cầu Pokemon với thiết kế đa dạng và công dụng thì cũng khác nhau nốt. Trong video lần này, chúng ta sẽ không bàn đến những quả bóng chứa đã quá quen thuộc như là Pokeball, Great Ball, Ultra Ball hay là Premier Ball và cả Master Ball nữa. Vì mấy cái này ai mà chả thuộc nằm lòng, cả những người chơi mới và những người đã chơi lâu năm. Còn một loại là Cherish Ball tôi sẽ không đề cập vì loại bóng chứa này chỉ dành cho những Pokemon sở hữu thông qua quà tặng. Còn lại thì không có cách nào sở hữu được cái quả bóng này hết. Chúng ta sẽ cùng nhau xếp hạng 21 biến thể Pokeball đặc biệt đã từng xuất hiện xuyên suốt hơn 27 năm qua, xem đâu là quả Pokeball đáng sử dụng nhất. Vì là bảng xếp hạng của cá nhân tôi, nên tôi sẽ có những tiêu chí sau đây để xếp hạng sức mạnh của những quả bóng chứa này. Tỷ lệ bắt sẽ là tiêu chí đầu tiên. Muốn có tỷ lệ bắt cao thì thường phải có điều kiện. Nhưng ngay cả khi đạt đủ điều kiện thì tỷ lệ bắt của những quả Pokeball này nó cũng có cái cao cái thấp. Tiêu chí thứ hai là có bắt được đa dạng Pokemon hay không. Nếu mà tỷ lệ bắt cao nhưng chỉ phù hợp để bắt một số loại nhất định thì cũng chẳng có ý nghĩa gì trong bảng này cả. Tiêu chí thứ ba là có thể sở hữu được số lượng lớn hay không. Vì mấy cái quả bóng như là Master Ball đi, quả này quá nổi tiếng rồi, nhưng mà trong một bảng game chỉ có một quả mà thôi, thì dù cho nó có bắt được 100% tất cả các loại Pokemon đi chăng nữa cũng không được tôi đánh giá là một quả Pokeball đáng dùng. Và để cho công bằng thì tôi cũng sẽ xếp hạng hiệu suất của những loại bóng chứa này khi Pokemon vẫn còn đầy máu. Cùng với những tiêu chí đó thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ở hạng 21 mở màn là Shopee Ball. Loại bóng này lúc bạn đặt được Pokemon mình thích trên Shopee xong, người ta sẽ ship con Pokemon đó kèm theo quả bóng chứa này cho bạn. Tôi đùa đó. Nhìn cái logo nè, giống cái logo Shopee y chang luôn. Thật ra thì cái quả bóng này tên là Sport Ball, là bóng chứa chỉ xuất hiện trong thế hệ 2 khi tham gia cuộc thi bắt côn trùng, với tỷ lệ bắt được Pokemon chỉ ngang bằng một quả Pokeball bình thường thôi. Và không có bất cứ hiệu ứng kèm theo nào hay điều kiện nào giúp bạn có thể bắt được Pokemon dễ dàng hết. Loại bóng chứa này cũng từng xuất hiện trong anime nhưng với thiết kế hoàn toàn khác trong game. Và với sức mạnh cùng cái thiết kế như thế này thì hạng chót là xứng đáng. Hạng 20 là Safari Ball. Quả bóng này được giới thiệu hồi Gen 1 và chỉ phát cho bạn số lượng giới hạn khi bạn bắt Pokemon trong khu vực Safari Zone. Hay ha. Thế giới loài người thì Safari là để bảo tồn tham quan động vật hoang dã, còn trong Pokemon là vô bắt gói đem về. Đỉnh cao. Quả bóng này có hiệu suất bắt Pokemon cũng như là Sport Ball hay là Pokeball, và cũng không kèm theo hiệu ứng phụ nào. Chỉ có điều là ở vùng Kanto, Johto hay là Hoenn đều có khu hoang dã này để bắt. Còn Sport Ball thì chỉ xuất hiện duy nhất trong Gen 2, nên tôi sẽ cho Safari Ball ở hạng cao hơn một chút. Hạng 19 là Park Ball. Cũng như hai loại bóng chứa ở trên thì quả bóng này chỉ được sử dụng trong khu hoang dã ở Paw Park thế hệ thứ tư. Nhưng nó khác hai quả trên là nó có 100% khả năng bắt được thành công. Chọn ra là dính như là một quả Master Ball màu vàng vậy đó. Tuy nhiên thì vì do chỉ xuất hiện ở trong khu bảo tồn thế hệ thứ tư nên độ hữu dụng của nó chỉ nên nằm ở thứ hạng này mà thôi. Hạng 18 là Beast Ball. Loại bóng này được giới thiệu trong thế hệ thứ bảy, một loại phát minh được thiết kế đặc biệt với tỷ lệ bắt được gấp 5 lần quả Pokeball bình thường. Nhưng nếu bạn dùng loại bóng chứa này để bắt những Pokemon thường, không phải tụi ngoài hành tinh, thì tỷ lệ bắt sẽ được hạ xuống chạm đáy còn có 0.1 lần so với bình thường. Nên với tỷ lệ bắt này mà đem đi bắt ngoài trái đất thì ok, nhưng so với tính ứng dụng trong trái đất thì không có cao lắm, nên tôi sẽ cho nó ở hạng này mà thôi. Còn nếu mà bạn muốn flex nhân phẩm của mình cao, phước đức mình dày thì có thể dùng loại bóng này bắt những Pokemon huyền thoại, thì cũng ngầu bá cháy đó chứ. Và bắt đầu từ phân khúc này sẽ dành cho những loại bóng chứa có thể bắt được đa dạng Pokemon hơn, không còn giới hạn ở một địa điểm hay là một số loại nhất định nữa. Hạng 17 là Nest Ball. Loại bóng chứa này không quá khó để sở hữu trong game, có tiền là được. Với hiệu ứng, những Pokemon có level càng thấp từ 29 trở xuống thì tỷ lệ bắt sẽ càng cao. Bắt đầu từ level 29 thì tỷ lệ bắt sẽ là nhân 1, nhưng xuống tới level 1 thì tỷ lệ bắt sẽ là nhân 4. Mà chuyện hài cốt ở đây là thường loại bóng này sẽ xuất hiện ở cửa hàng khoảng ở giữa đến cuối game, mà khoảng đó thì level hầm hầm đâu khoảng 25-30. Nên việc sử dụng loại bóng chứa này tôi thấy khá là vô nghĩa. Mà mấy bạn bắt huyền thoại bằng cái loại bóng chứa này cũng thêm một cái ngầu nữa. Tôi ủng hộ mấy bạn. Nó được xếp ở đây là tại vì nó có thể bắt được đa dạng Pokemon mà thôi. Tuy là tỷ lệ nó chỉ bắt được bằng Pokeball bình thường, nhưng mà dù sao nó cũng hơn mấy thằng kể tên đằng trước rồi. Tiếp theo, hạng 16 sẽ là Hue Ball. Loại bóng chứa này có tỷ lệ bắt bằng với Pokeball bình thường, nhưng nó sẽ có hiệu ứng phụ là phục hồi máu, PP và tất cả các trạng thái xấu cho Pokemon sau khi đã bắt thành công. Còn nếu đầy máu thì tỷ lệ bắt cũng vậy, mất máu thì tỷ lệ mắc cũng vậy.
Hillbo nó ở hạng này vì nó bắt được mọi loại Pokemon không giới hạn và có thêm hiệu ứng phụ mà thôi. Hạng 15 là Luxury Ball. Loại bóng chứa sang chảnh này y hệt bóng chứa bình thường, nhưng được cái nó sẽ giúp tăng chỉ số tình bạn của Pokemon được bắt lên cao. Thực tế quá ha, được nhốt trong một quả bóng sang chảnh nên là Pokemon thân thiện liền. Vật chất quyết định ý thức, còn nhốt trong mấy quả bóng cùi cùi là vô nó còn không chịu vô luôn mà. Nói là bóng chứa sang trọng nhưng mà tiền để mua tụi nó cũng ngang giá nhau thôi. Nhưng có một lần trong Pokemon Black and White thì loại bóng này ở Black City sẽ được bán với giá 50.000 Pokédollar. Không được cái tác dụng gì hết chỉ được cái đẹp nên là hồi đó bán mắc như quỷ. Hạng 14 là Friend Ball. Đây là một trong 7 loại bóng chứa được làm từ 7 trái Apricorn khác nhau, với công dụng và khả năng sở hữu cực kỳ hiếm. Và so về độ đáng dùng nhất trong 7 quả thì Friend Ball sẽ xếp thứ hạng thấp nhất, vì tỷ lệ bắt của quả bóng chứa này cũng ngang hàng với Pokeball. Nhưng được cái, quả Friend Ball này sẽ tăng hơn 90% chỉ số tình bạn cho Pokemon luôn, chứ không tăng từ từ như là Luxury Ball. Và vì nó xuất hiện trong thế hệ thứ 2, thế hệ được giới thiệu cơ chế tiến hóa từ chỉ số tình bạn khá nhiều, đến bây giờ vẫn còn có, nên tính hữu dụng của Friend Ball cũng khá đáng kể trong thế hệ đó và cả thế hệ này luôn, chỉ có điều là nó hiếm quá thôi. Hạng 13 là Moon Ball, một loại bóng được làm từ quả Apricorn vàng, với công dụng gấp 4 lần tỷ lệ bắt đối với những gia đình Pokemon tiến hóa bằng Moonstone. Ừ, có nhiêu đây thôi à? Ủa, là nhiều dữ chưa? Phải chi nó bắt được những Pokemon có liên quan đến mặt trăng như là gấu Ursaluna, Lunala, Cresselia hay là Darkrai thì nó còn hợp lý hơn. Thiết kế đẹp vậy mà độ hữu dụng không có nhiều nên tôi đành cho nó ở hạng này thôi. Mấy bạn chắc hẳn còn nhớ cuộc thi viết truyện dựa vào những lá bài Pokemon đúng không? Trong tháng vừa qua đã có rất nhiều bài đặc sắc gửi về, mỗi bạn có một phong cách viết khác nhau, chủ đề khai thác cũng khác nhau, song bạn nào viết cũng hay, cũng ý nghĩa. Điển hình như là mấy bài Nhị Trang Cô Đơn, Quái Vật Dưới Lòng Đất, Kim Mốc Tàn Kiều, Con Numio Xấu Xí Của Ông Nội, Kẻ Soi Sáng Đại Dương, Sát Nhân Bí Ẩn. Và còn rất rất nhiều bài đã gửi về. Thay mặt cho VPokédex, Semin Today xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Đồng thời thông báo cuộc thi vẫn còn tiếp diễn, vô thời hạn. Nhanh tay tham gia để nhận những phần thưởng hấp dẫn. Mỗi truyện ngắn được viết ra với giải tối thiểu là 100.000. Viết càng nhiều thì lũy kế giải thưởng càng cao. Mọi câu chuyện mà bạn viết xin vui lòng liên hệ đến Gmail của kênh VPokédex, tôi có để trên màn hình và phần link mô tả bên dưới. Kết quả sẽ phản hồi trong 24 giờ. Link bài mẫu sẽ được để trong phần mô tả luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hãy tiếp tục viết nên những câu chuyện thật hay ho nhé. Qua tới hạng 12 là Lure Ball, loại bóng chứa được làm từ quả Apricorn Sun. Lure Ball sẽ gấp 4 lần tỷ lệ bắt thông thường nếu sử dụng trên những Pokemon chúng ta câu được. Mà thường thì nghe tới câu là phải là câu cá. Đúng vậy, loại bóng này toàn xài cho những Pokemon hệ nước thôi. Nó cũng được lên anime khá nhiều lần và hệ nước là hệ có số lượng loài nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại, nên là tính ứng dụng của Lure Ball nhờ đó mà cũng được nâng cao. Tuy nhiên thì không hiểu sao đến thế hệ thứ 9, vì câu cá đầy thi vị đã bị bỏ, nên là tính hữu dụng của loại bóng chứa này bị giảm đi đáng kể rồi. Hạng 11 sẽ là Love Ball. Nghe cái tên nó hường thấm vậy ha, chứ hiệu ứng cũng thấm hường như chang. Quả bóng chứa này được sản xuất từ trái Apricorn hồng, với công dụng tăng gấp 8 lần tỷ lệ bắt đối với những Pokemon khác giới tính và cùng loài. Ý nghĩa dữ chưa? Còn nếu nó khác giới tính nhưng mà khác loài luôn á thì tỷ lệ bắt sẽ trở lại bình thường. Nên là cho dù có tỷ lệ bắt cao nhất trong các loại bóng chứa chỉ sau Master Ball, nhưng tính ứng dụng của loại bóng này lại khá hạn chế và có vẻ chỉ phù hợp khi bắt Shiny hoặc là những Pokemon có giới tính cái có thể tiến hóa như là Salandit, Kirlia mà thôi. Nên hạng 11 là quá viên mãn cho loại bóng chứa này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào top 10. Cái top 10 này bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn rồi nè. Hạng 10 là Level Ball, loại bóng chứa được sản xuất từ quả Apricorn đỏ. Những Pokemon có khoảng cách level càng lớn so với Pokemon của bạn thì tỷ lệ bắt sẽ càng cao. Đây mới là cái chúng ta cần tìm. Như cái quả Nest Ball này trời. Điều này giúp cho việc bắt Pokemon trở nên khá dễ dàng trong thời đại Gen 9. Việc luyện Pokemon lên level 100 đã quá dễ, và khi đi kèm với loại bóng chứa này sẽ là một tổ hợp tuyệt vời trong việc bắt những Pokemon thường lẫn Pokemon huyền thoại luôn. Và tối đa tỷ lệ bắt bạn có thể đạt được là 8 lần khi Pokemon của bạn có tổng số level cao gấp 4 lần Pokemon hoang dã. Nhưng việc này cũng sẽ trở nên càng khó hơn khi về cuối game, cho nên với tôi thì loại bóng này ở hạng 10 là hợp lý. Qua tới hạng 9 sẽ là Repeat Ball. Nó lọt thỏm trong dàn bóng chứa được làm từ quả Apricorn. Loại bóng chứa này có tỷ lệ bắt gấp 3,5 lần bình thường đối với những Pokemon bạn từng bắt trước đó. Còn đối với những Pokemon bạn mới thấy lần đầu, hoặc là thấy rồi nhưng mà chưa có bắt lần nào, thì hiệu quả của nó sẽ cũng chỉ như Pokeball bình thường mà thôi. Tôi sẽ xếp nó ở đây vì loại bóng này chỉ mạnh khi nó dùng để bắt Pokemon Shiny. Còn ngoài ra tính ứng dụng của nó tuy rộng đó, nhưng với Pokemon huyền thoại thì cái bóng chứa này nó cũng không phát huy được tác dụng gì nhiều đâu.
vì huyền thoại mỗi game có 1 con mà. Ở hạng 8 sẽ là Dive Ball. Loại bóng chứa này được sử dụng cho những Pokemon đang bơi hoặc là lặn trong nước. Nói chung là ở Gen 9, thấy tụi nào ở dưới nước thì Dive Ball đều có tác dụng. Còn với những đứa lơ lửng trên mặt nước thì không có xài được, vì nó chỉ có tác dụng với những Pokemon hệ nước, đa số là mang hệ nước, lặn ở trong nước, bơi trong nước, cho nên là độ phủ sóng của loại bóng chứa này không quá đáng kể, nên tôi sẽ xếp nó ở sau cái hạng 7, vì hạng 7 là Netball. Netball có tỷ lệ bắt giống với Dive Ball là 3.5, nhưng nó đa dạng ở chỗ Netball sẽ có tác dụng đối với những Pokemon mang hệ nước và cả hệ bọ luôn. Số lượng loại của hai hệ này gộp lại chiếm cũng khá lớn trong thế giới Pokemon, nên độ phổ biến hữu dụng của loại bóng này theo tôi là khá xứng đáng nằm trong top 10, và trên Dive Ball là cái chắc rồi. Tuy nhiên thì Netball và Dive Ball lại không ứng dụng được cho trường hợp như là huyền thoại, vì huyền thoại Pokemon hệ nước huyền thoại khá là ít đấy. Còn những loại bóng chứa tiếp theo đây mới là những cái đáng dùng nè. Hạng 6, tôi sẽ gọi tên Heavy Ball, được tạo ra từ một trong 7 loại quả mơ, nghe như hồ lô biến vậy đó. Loại bóng chứa này sẽ có tỷ lệ bắt càng cao nếu trọng lượng của Pokemon càng nặng. Từ 200kg đến 400kg là tỷ lệ bắt sẽ được tăng cao rồi. Tỷ lệ bắt của Heavy Ball được tính theo một công thức khá là lằng nhằng, nên là tôi sẽ để cái trang web tính tỷ lệ bắt Pokemon ở phần link mô tả bên dưới cho các bạn có thể tham khảo. Nói chung thì nếu nhìn vào những Pokemon có trọng lượng từ 200-400 thì tụi này toàn là cấp cuối hoặc là huyền thoại mà thôi, nên tôi sẽ khuyến khích dùng loại bóng chứa này đối với những Pokemon về sau game. Ở hạng 5, tôi sẽ gọi tên Dust Ball. Loại bóng này sẽ tăng 3.5 lần tỷ lệ bắt nếu Pokemon của bạn đang trong môi trường thiếu sáng như là hang động hoặc là vào ban đêm. Và vì cơ chế ngày đêm là một cơ chế tối quan trọng trong Pokemon, nên dường như là loại Dust Ball này rất hữu dụng. Tuy nhiên thì ban ngày và ban đêm sẽ có một số Pokemon đặc thù khác nhau, nên sẽ có những loài bạn không thể tận dụng tối đa được Dust Ball. Và thường thì bắt huyền thoại cũng ít bị ảnh hưởng bởi trạng thái ngày và đêm, trừ những Pokemon huyền thoại đang ở trong hang động, nên loại Dust Ball này sẽ có một số cá thể Pokemon không chạm tới được. Và vì vậy tôi cho nó ở hầm hòm ở giữa cái top 5 này mà thôi. Qua tới hạng 4 là Fast Ball, được tạo ra từ quả Apricorn màu trắng, là loại bóng cuối cùng được tạo ra từ những loại quả Apricorn. Loại bóng này có tác dụng tăng gấp 4 lần tỷ lệ bắt đối với những Pokemon có tốc độ trên 100. Mà tốc độ từ 101 trở lên thì không hề thiếu những Pokemon mạnh, đến mức cực mạnh, thậm chí là huyền thoại luôn. Nên loại bóng chứa này sẽ vô cùng có lợi cho việc bắt Pokemon về cuối game. Và với sức mạnh này, top 4 là hợp lý. Và bây giờ chúng ta tới top 3. Các bạn đoán được không? Tôi sẽ để hạng 3 là Dream Ball. Đây là loại bóng khá đặc biệt, vì nó không nằm trong nhóm những bóng chứa được làm từ quả Apricorn. Nó cũng không quá phổ biến để có thể mua hay làm nhiệm vụ trong quá trình đi game mà có. Nhưng nó lại hiếm y chang những quả bóng chứa được làm từ Apricorn vậy đó. Nhức đầu quá ta. Với thiết kế dựa trên Mershana, loại Pokemon chuyên ngủ, và đây là loại bóng chứa duy nhất được thiết kế dựa trên hình thù của một con Pokemon. Và công dụng của nó thì y chang đặc tính của con Pokemon đó luôn. Tôi thấy là khá bá đạo. Nó sẽ tăng gấp 4 lần tỷ lệ bắt khi Pokemon đang ngủ. Vậy thì việc bạn cần làm là xài những chiêu ru ngủ. Dễ nhất là chiêu Spore, Yawn hoặc là Hypnosis, Sing, bla bla bla, đã có tỷ lệ bắt thành công cực kỳ cao rồi. Buồn gì rồi cũng sẽ qua, nhưng mà buồn ngủ là không thể nào qua nổi, kể cả đối với những Pokemon huyền thoại. Thần thì cũng phải ngủ thôi đúng không? Trong lúc tụi nó ngủ thì việc bắt tụi nó sẽ dễ như ăn bánh xèo luôn. Bây giờ thì chúng ta đến với top 2. Hạng 2 với tôi đó là Quick Ball. Đơn giản, dễ kiếm, dễ mua, không quá khó như là Dream Ball, nhưng độ hữu dụng của nó là vô biên, vì loại bóng này sẽ tăng lên gấp 5 lần tỷ lệ bắt ngay khi bạn vừa chạm trán với Pokemon trong trận đấu. Trong lượt đầu tiên bạn ném, nhân phẩm cao, thợ cúng ông bà đeo đắng, phước bạn dày, thì Pokemon từ nhỏ đến lớn, level 1 đến level 100, Pokemon bình thường cho đến huyền thoại huyền ảo cũng đều dính. Còn nếu bạn thất bại ở lượt đầu thì thôi chọn phương án khác nha, đừng có cố chấp, vì sau lượt đầu thì tỷ lệ bắt sẽ trở lại như bình thường mà thôi. Vì khá dễ để sở hữu, khả năng bắt được Pokemon cũng vô cùng cao, lại có thể sử dụng cho mọi đối tượng, lên mọi giống loài, thì tôi sẽ sắp đây là á quân. Nhưng mà quán quân còn xứng đáng hơn nữa, đó chính là Timer Ball. Loại bóng chứa này cũng rất rất dễ sở hữu, có tiền là được, nhưng công dụng thì vô cùng bất ngờ. Timer Ball ngược hoàn toàn với Quick Ball. Nếu Quick Ball chọn ra càng nhanh càng tốt, thì Timer Ball, bạn cù nhây càng lâu thì tỷ lệ bắt sẽ càng cao. Tối đa, nếu bạn càng nhín máu của đối phương trong vòng 10 lượt thì tỷ lệ bắt sẽ tăng gấp 4 lần bình thường. Cái hiệu ứng vô cùng mạnh nếu sử dụng với những giai đoạn cuối game để bắt được những Pokemon mạnh hoặc là huyền thoại. Còn nếu kết hợp thêm những trạng thái xấu nữa thì coi như là áo chình. Và cũng vì muốn mua bao nhiêu thì mua, tỷ lệ bắt cũng thuộc top khá cao, và hiệu ứng lại vô cùng phù hợp với những Pokemon mạnh. Nói chung thì mạnh hay yếu hay gì đó cũng xài được hết, nên tôi sẽ đặt Timer Ball là loại bóng chứa đáng sử dụng nhất
trong tất cả những loại bóng chứa đã từng được giới thiệu trong suốt hơn 27 năm của Pokemon. Còn ý kiến của các bạn là như thế nào? Có loại bóng chứa nào các bạn cho là khá mạnh không? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Thời gian qua rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi thông qua hình thức Momo. Các bạn có thể tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách quét mã QR ở cuối màn hình. Và sau đây là danh sách những bạn đã ủng hộ tôi những tuần vừa qua. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và donate cho tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha. Bye!